Cùng thứ Còn nhất không là là bán lại. trụ cột gia Không, đình là phải không bán nhờ. luôn, thiệt Thương quá. con khổ con nghèo ăn cháo rồi cũng để Trời. xe nó đệm về tới nhà cũng không bao giờ bán. Nghe nói chú nói đứt ruột vậy. Tài sản Khi lớn nhất thì chiếc xe 3 triệu. bây giờ Kỷ niệm của anh Trung. bây giờ coi về cái đồ quà kỷ niệm, cái đồ của nó nhìn thấy xe cũng như là nhìn thấy con. Dạ. Trong nhà chỉ có chiếc xe là tài sản duy nhất 3 triệu đồng. Cậu nghe. Ba không có điện thoại cho con, giờ con nhớ ba lắm. Mẹ con đâu? Mẹ con đâu rồi? Mẹ con ở trong nhà. Con ở nhà rồi, mẹ nuôi em với con hả? Cha đi làm. Cha đi làm mà lâu chưa con? Ngày bé nói Bao là bao lâu? một ngày Có 10 ngày. Có 10 ngày vậy ba con mới về thăm con hả? Thì cũng thời gian cũng sớm mà. Không, nó về đây, cha nó về đây, ba nó về đây, rồi có một ngày đi á, ở nhà này nó chạy xe về cho nó, Dạ. rồi Về ở cho nội. ở về Thái Lai cho anh một hai ngày gì đó, rồi cha nó mới chạy đi đi thành phố làm, Dạ. chứ cha nó làm cho anh thì tới chừng mà cho anh nó mà đâu mà hết chuyện á thì nó cũng về về với vợ với con hai ba bữa gì đó thì nó cũng về chỗ này nó ở một mình nó à, còn vợ con nó thì không có gì rồi. Là cái thời gian trước đó là anh Trung ở bên vợ hả chú hả? Trước khi mà nó đi chợ nó là nó ở dưới này, Trung ở dưới này ở vợ với chú, rồi chảnh điện kêu nó đi làm nữa là nó mới chạy xe về trên vợ nó, rồi nó mới đi chảnh nó đi thành phố nó làm nữa. Rồi nó mất luôn. Thường ngày khi mà thời điểm mà anh Trung còn ở dưới quê nhà với chú á, anh Trung có thường chia sẻ hay tâm sự gì với chú không chú ha? Không, nó thấy mà nó cũng không có gì mà mình nghi ngờ, nó có phần đôi chối cho cách trước đó hai hai ba ngày hai ngày trước khi hai ngày mà từ nhà ở nhà mình đó, nhà chú mình nó đi đó thì nó nhậu về, rồi cái nó xách xe đi nó nhậu về thấy xỉn xỉn rồi cái chạy xe đi chờ đi đi chơi, cái chú mới nói thôi con xỉn rồi ngủ con gắt rồi chứ xỉn rồi đi đâu, con có chết rồi mà ba sợ, nói vậy. Chỉ có đơn giản vậy thôi mà anh đi làm có mấy hôm thôi mà chú nhận được cái thông tin. Đúng rồi, bữa mà bữa nó nói đó thì nói tại nhà chú, nó nói vậy đó, ở nhà nó mà cha con ở chung, rồi trước khi mà nó nói cái lời đó là cái khoảng cỡ hai ba ngày là nó chảnh điện xuống nói chung ơi lên làm thì nó đây mới chạy đi đi về trên vợ nó hai bữa rồi nó mới đi. Làm hồ. Tự nhiên là chị vợ của anh Trung là không có làm dâu hả chú? Nó không có làm dâu, Như là vậy, nó ở chảnh ở ở trên nhà chảnh chứ không có gì, không có mà về chia tay quá rồi không có như này anh Trung đi tới lui rồi vậy, tới lui coi như chung một cảnh hai quê vậy đó. Nói chung là anh Trung không có bỏ gia đình được tại vì ở nhà Có một thì anh nói trai đó còn phải lo cho chú rồi thêm là một sư người chú chú nữa rồi một người người cô gì cô ruột cô hai hai người hai người là đã bị khuyết tật rồi, một cũng lần như là là đi bốn đứng người chết có thai rồi đó bà già là mất có người Út Út cô Út chú chết Út mấy tháng trước trên chết rồi một năm ngày dưới đó một năm tháng 11 năm trong năm trong năm nay luôn trong à, năm 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 rồi rồi năm rồi anh Trung không có một cảnh mà gì kêu bằng một cái gì cảnh ta hai hai cảnh hai quê quê coi như là nó là một cha nhờ. một cảnh hai quê luôn, bỏ vợ không được mà bỏ cha bỏ mẹ cũng không được, Hai đứa thường thường con thường thường nó đi làm rồi về nó ra cho một hai bữa rồi nó chỉ về dưới này nãy này, này.
Rồi tôi đi dặn lưới này kia nó về kiếm đồ ăn này kia. Rồi tới chừng nào có chuyện đi, có cái việc làm á thì nó mới đi. Từ đây ở từ đây nó đi về sinh vợ nó lấy lai chở nó rồi một hai bữa gì đó rồi nó mới đi đi làm rồi. Chứ mà hết chuyện làm thì nó cũng về vợ con nó bữa hai bữa vậy nó cũng chạy vậy nó cũng về nhà về dưới này sống dưới này chứ còn vợ nó thì ít mới về được. Có Nó gì khi nào rồi mà mà anh phải chia san sẻ làm hai lúc nghề nó nghe được chưa? thậm chí tới mấy tháng hay gì đó rồi mới là Nhớ cháu nội quá, nhớ mới nhắn tôi nhớ mới mới trở kêu nó về. là làm chở nó rồi về thì chở gia phám với con Di về vợ con này về với ba chơi vài bữa mới về nó chở hai nhỏ này về với vợ nó vậy này chơi về không có quá 3 4 ngày không có quá 3 4 ngày là vợ nó chở thì chở về chở này nó chở vợ nó về chở nó rồi thì chở về bữa nay là ngày mai nó cũng chở nó cũng chạy xe về nhà này cũng không ở chợ Giống như là một một sự yêu thương mà chia sẻ làm mà hai với vậy nhà, đó, một bên là vợ chú cũng con, không một bên biết là cha sao mà mẹ. nó ít ít chịu ở chợ nhiều khi chú không hiểu mà ở bên Không vợ có mà tiền, khó đúng rồi, khăn không rồi có tiền. với lại mình không có tiền Ở chợ mà không có tiền nữa rồi Nhiều khi nó ít ở chợ nó cũng về nó đâu dám nói cái gì này đâu cái kia em. rồi mình cũng không có mình muốn làm mà mình làm không được mình không có tự làm được thà là ở nhà ba mẹ của mình Bây giờ cái quyết duyên định cái nợ gì này tự nó chọn thì nó này chú cũng nói mé mé nó thôi chứ không dám nói sâu xa chú nói bà thấy cũng khổ quá thì nó nói chuyện này cũng hồi đó con chọn thì giờ con chịu ba ba đừng có quan tâm về con này nói tụi duyên nợ mà đâu có không có ép được nó nói con chọn hơn thì con chịu Mà cái thời điểm mà con nghe nói lại là lúc mà anh đi làm là trong người không có ngàn nào nữa luôn đó. hồi nó đi ở nhà này đi đi tự tiền của chú cho nó 1,5 triệu rồi nó đi về chính vợ nó bữa bữa nó mới đi đó rồi đi ra ngoài đi lên phố làm rồi từ thành phố ra ngoài đó là cái phần đó chú không biết nó có tiền hay không chú cũng không biết mà tiền của túi tiền trong túi chú thằng em thằng này nó gạch trả chú 1,5 triệu chú cho nó hết rồi đi từ nhà rồi chạy xe đi về thế lại về vợ con nó rồi nó mới đi thành phố luôn chứ còn về trả thì người tiền bạc thì sao chú đâu có biết Thì được cái chưa thời điểm mà anh đi làm đó là anh chạy xe máy hay đi xe đò chạy chú? chạy xe máy nhỏ xe máy đi Chạy tới Quảng Bình luôn hả chú? không Quảng Trị nó chạy chị Quảng nó Trị. chạy về về vợ con nó thế lai rồi nó chạy về chạy lên thành phố rồi thì nó đi với bạn nó đi xe đò xe này nó để lại ở nhà trọ thành phố nhà trọ bạn nó Ê, rồi giờ mày biết cái xe đó còn ở đâu? cái xe thì còn nó mà giờ tôi thiệt tôi rất cô rất muốn là bên làm sao mà có ai mà chạy xe nó về giùm được Được chứ. được tới đây được tới nhà này để cái chiếc xe là kỷ niệm của con mà giờ tôi này tôi không biết chạy xe mà. Nói gì đó? Tôi biết chạy xe này Mày tôi đâu mà chạy đi để tao lấy lấy cho có được gì? hết được Mày hết có chứ. ờ đây Nữa không tao lấy mình lại liên xe hệ tao tới mới bạn chạy của về ảnh đó anh tao mới gửi mà chuyển phát nhanh đó kìa tao giờ nhờ nó giờ chạy về nhà. gia đình của mình không có chạy xe được đó, thì Mình chú gửi cho nhờ xe bạn của về. ảnh gửi lên xe đò đưa đúng địa chỉ ở đây mình ra ngoài bến xe mình lấy mình lại lấy cái xe đó về để những trong Cái nhà xe để đó kỷ không trị niệm giá không được 3 triệu bạc nữa. rồi Trời. Nó sửa lại hả? nó chở tôi đi thăm ông xui á ông già tấn ở Duy Thanh rồi cái bữa đó rồi cái nó chạy tôi ở với ông xui rồi nó mới chạy về bên vợ nó về mà Duy Làm Thanh chạy trên đoạn đường nó chạy tới Cờ Đỏ vì xảy ra tai nạn mà có cái là tai nạn không phải là tại anh ta mà nó xe anh ta dựng trong đậu trong lề sao mới nó chạy nó tông người ta thế nên nó mới điện
nó mới điện về: ba ơi, con đụng tay rồi, cái trời ơi chết rồi, không có tiền nữa làm sao đây. Cái cuối cùng đi gọi, cái hỏi rồi con có sao không, nói đi bệnh viện nó chụp nó gãy tay. Rồi cái ông xui á, ông mới đưa cho 2 triệu, 2 triệu túi tôi cũng còn 2 triệu mấy nữa. Thì ông kêu xe ôm luôn chở nhà thương Cờ Đỏ nó, rồi mới thấy nó ổn, nó khỏe, không có gì, nó ngồi trước vẫn cái băng mà nó giải đó. Anh Trung bị gãy tay hả chú? Nó gãy, nó không gãy, cái chú mới hỏi, chú mới lại chú coi, chú hỏi sao bị chú từng gãy tay 2 lần chú biết. Dạ. Nó nói cái rồi nó không sao, cái này là còn bị nứt xương tối đa, nứt bị mẻ rồi thôi ha, chứ không có gãy. Mình nghe con mình kể vậy nên mình cũng mừng này, mình quyết tâm là nó không có bị gãy xương đâu, nghi là nó nứt thôi. Yeah. Rồi cái vô gặp cái người mà nó gây tai nạn cho người ta đó. Yeah. Dòm vô dòm thấy người ta cũng khỏe, cái bữa đầu mừng thêm chút nữa, rồi mới hỏi thăm người ta rồi này kia, rồi cái cho nên cái tôi mới nói à, tôi thì ở Trang đi thăm ông xui, rồi con tôi nó chạy về thăm vợ nó, rồi cho nó xui mũi nó đụng trúng chú gì đó, tiền bạc thì cũng không có nhiều. Cái này nói, rồi chú ơi không sao, được con cũng khỏe không có gì. Rồi cái mới là nói bây giờ tôi không có tiền tối, chứ có 2 triệu chú lấy đỡ mà thuốc mang rồi sao nè, rồi mau mốt rồi tôi liên hệ rồi trực tiếp, rồi tôi về quê với người tôi tính sao với chú. Cái cũng sao là cái đưa 2 triệu, cái người ta lấy cái 1,5 triệu à, ta nói thôi để 500 ngàn là anh đang mà chú về xe. Giờ con này chắc không có gì, thấy khỏe mạnh, khỏe bình thường lắm, mà có chỉ chuyện giữa chai nước đi sáng lại bác sĩ rồi coi này cho cái người đó xuất viện luôn. Yeah. rồi 1,5 triệu đó thì cũng để lại cho ta mặn coi xe anh ta có sức mẻ gì đâu, nó lần sửa chữa rồi thôi, rồi êm luôn như bình thường, không cũng đỡ không là, có chuyện gì, người ta cũng không làm khó khăn cho mình hả chú, không làm khó cho mình, trời vui quá cho mừng. Chiếc xe của anh Trung rồi sao, có bị gì không? Xe nó thì bị giao thông Cờ Đỏ giữ, nó thì nó không bằng lái, rồi nó cũng có chơi, cũng có rượu chút ít nữa, thì cuối cùng bỏ xe luôn, bỏ chiếc đó sau này mới mua chiếc khác vậy. Sau này về này mới là con đi làm rồi không có xe cộ này kia, mới kêu thằng Lý nó thì kiếm chiếc xe nào cỡ 30 triệu gì đó mua cho nó, rồi nó đi làm thì mua chiếc này 3 triệu. Tao nói hiệp bon mà hồi mua về cái xe thấy tàn tạ dữ lắm. Yeah. Xe 3 triệu là chắc rất là cũ rồi. Không, cái cũ mình không nói, mà cái dàn áo ngoài nó tàn tạ, nó bể, nó lùm chân à. Thì chúng mới nói là cái tiền này đi thay mấy cái chỗ, mấy cái này đi để coi xe được chút. Nó hột kệ, chúng không chịu, chú ép nó đi mà đi thay cho. Cái nó chạy về, dòm thấy cái xe cũng đẹp lại rồi, cái dàn lông mà nó mới thấy đẹp lại rồi. Dạ. Yeah. Rồi xài tới giờ, nó xài tới giờ nó mất, rồi chú cũng muốn chiếc xe đó về để nhà để làm cái kỷ niệm của con. Bị bỏ mẹ luôn rồi đó không? Không, không đồ của anh Trung. Chú chia sẻ lên đây cũng hy vọng là cái anh mà bạn của anh Trung đó gửi gửi về đi, người ta lấy cho, gửi về tới Sóc Trăng được rồi. Còn sao? Đồ của mình, tài sản của mình rồi, mình cứ lấy đi chứ. Còn không thì mình nhờ thằng Tôn rồi nè, nói để nó quen biết nhau. Ừ. Nhờ nó lấy chiếc xe đó, rồi nó gửi xe đem về, đem lại chỗ Phương Trang đó gửi cũng được đó. Nó cũng có nhiêu tiền đâu, gửi về tới Sóc Trăng tao lấy gì chứ cũng vài trăm ngàn rồi chú. Ừ. Cũng có nhiêu đâu chú, chắc cỡ 350 á, 300 mới được. Phương Trang nó lấy nó đem về chứ, hồi nó gặp chuyện tính sao, để chuyện đó để nói nó cho nó lấy dùm, muốn để làm cái kỷ niệm của con.
Mày về mày tập chạy đi, mày đi bán vé số. Chạy xe đạp. Mấy năm trước chú chạy chú bán vé số đường xa chú sẽ có lợi thế hơn. Chứ xe đạp rồi bán mấy, trong đây là nghèo trước, chết tôi đâu có mấy năm trước á. Dạ. Để nó để xe 50 nữa đây nè, cũng tập chạy vòng vòng mà không dám qua cầu. Thì cầu cao không dám qua rồi nó lấy gì giữ rồi. Mà lúc đó chung nó cũng không cho tập nữa, nó ba thôi ba đừng có tập xe. Mà cái cầu ngay chỗ này cái đường mà xuống như nhà chú khó đi thật. Khó đi thiệt. Bị ba. Bây giờ cô chạy lên cô bị ba lớn tuổi rồi. Không dám qua, đêm hôm không dám qua. Dạ. Ba lớn tuổi rồi ba tập chạy xe rồi ông chạy chưa có cứng hùng rồi cái ông gặp cái sự cố gì cái ông tài ông quần gùng rồi chết nữa. Dạ. Cái nó không cho tập nữa. Đúng rồi. Thôi, bây giờ là lỡ mà va chạm với ai đó, người ta làm khó làm dễ mình dữ lắm. Thôi mắt mũi đồ cũng yếu, chạy xe Honda là phải nhìn xa, mắt phải sáng. Thứ hai nữa là nó mới lái cũng cứng chút nào, cái gì mình xe chở xử lý được. Còn yếu yếu thì dễ gây ra tai nạn nữa. Nói chung thì cứ đem về đi thì nó hẹn ý trời à. Nếu mà giống như là chú quyết tâm mà chú tập đó thì con nghĩ là sẽ nhanh à, không lâu đâu chú. Xe nó cũng như xe đạp mình xe đó xe 100. Dạ. Không được. Chú không về để ra chứ không. Không có bằng lái nữa. Có gì? Thì kệ về thì muốn để rồi để chứ giờ anh về. Thành là anh chung thứ nhất. Không là bán lại. Chú cột không gia đình bán là không bán luôn. Thiệt. Quá. Có khổ có nghèo quá. Ăn cháo rồi cũng xe nó đem về tới nhà cũng không mua bao giờ bạn. Nghe nói chú nói đứt ruột vậy. Cái... lớn nhất cái chiếc xe 3 triệu. Bây giờ cái niệm của anh Trung. Bây giờ coi về cái đồ quà kỷ niệm cái đồ của nó. Nhìn thấy xe cũng như là nhìn thấy con. Dạ. Trong nhà chỉ có chiếc xe là tài sản duy nhất 3 triệu đồng. Nghe mà. Nó cũng gán cái gì cũng gán đưa tiền đang cho con nó bù cho nó đặng cho nó có cái phương tiện nó đi. Yeah. Rồi giờ đi làm ăn mà có chiếc xe rồi sao được thì phải gán thôi chứ giờ mấy triệu bạc nó cũng tiền cũng mót chắc mót dữ lắm luôn đi làm gán đi chở mướn chở đồ đang kiếm tiền nè đi chạy quay ghe chở mướn ống nhôm nhách tôi dòm tới cho nó chết rồi này đâu có lâu nữa đâu là làm cái ghe chứ đó nó hơi bị đụng á chạy nó bị đụng con thấy cái ghe gì một hết rồi chắc đâu có chở mướn cho người ta được hết luôn rồi đó đi trên bờ là lái tính người ta đụng về thường ta ít này về sửa ai về bánh nó chân luôn rồi dưới nước mà nếu mà cái xuồng cũ như vậy thì đi rất là nguy hiểm. Thì chú cũng lớn tuổi thì chú ở nhà mới đụng lên miếng dán kìa bà gãy nó mới gỡ lên miếng dán nhanh sạp rồi đó mới gỡ lên đó thì lá ra rồi kia gỡ lên để rồi tính gỡ công rồi đó chú cái công là không xài đừng. Được bởi vì nào chú đó gỡ bốn lá ra nó với be gió rồi nên để lên đó đó cái ghe nói chung là để đậu đó thôi chứ không có chạy được cái máy đó định bán 3 triệu mà bán nào ai mua máy đó thì bán máy đó thì ra để bỏ luôn. Thì mưa chìm chứ bây giờ mưa như nước có nước thì cũng phải xuống lấy cái bình cái bơm xuống bơm bình như cái máy bơm hả chú mình còn cái ghe còn máy trên ghe đó trước đó là bây giờ chiếc ghe nước về sửa lại nhiêu tiền trời ơi ghe nó giờ không có sửa được không sửa được một hết trơn rồi có được thì giờ nó chỉ còn cái đường xi măng nữa thôi chứ còn như vậy thì tháo cái nào dán được thì tháo lên bây giờ chỉ tháo lấy có nhiều đó cái nào mà ở dưới nước thì còn chứ mà từ trên mặt nước rồi trở đi là nó mục ghiệu hết rồi còn như đó là bỏ những ghe đó là bỏ được cái ghe đó là hàng ngày mình đi chở gì chú đi chở lúa mướn cho người ta chở dưa hấu chở này cái ai kêu gì chở đấy chở mướn như mình kêu là đó ai kêu gì thì ai kêu làm gì thì mình đi làm bây giờ có ghe là giống như là cái nồi cơm của mình dạ nồi cơm của mình mọi giờ đã bể như vậy rồi một hết trơn rồi không biết sao thì như nếu mình sửa lại thì cũng không đi được chú ha sửa đi cũng không dám chở mà sửa cũng nếu mà sửa giờ quá được không dám kêu chở đồ nếu mà sửa thì... nếu mà sửa nó lại thay vì mua ghe khác còn rẻ hơn dạ bây giờ nhưng mà em mua cái ghe mà chạy chở được phải bao nhiêu tiền chứ? Bây giờ em biết ghe nó lỗi thời cũng khoảng cỡ 20 triệu trở lại ghe giờ ít rồi xài lắm bây giờ
mà đi sức, hết thì sức nữa. bây giờ lớn tuổi chắc đi hết nổi. Dạ. Em quay cái máy nổi em mới chạy ra nổi. Dạ, sức đâu quay cái máy. Chú hôm nay nhiêu tuổi chú ha? 68 tuổi rồi. Chú cũng có tuổi rồi, cũng nghĩ thì nó gãy tay gãy chân cũng xịu rồi, rồi như thứ hai là ăn uống kiểu này đâu có chất bổ gì đâu, thì rút tới đổ xương tới nè, này đổ xương rồi nó rút rồi, rút nhỏ rồi đó, đâu có nhỏ xíu gì đâu, bự con á, bây giờ còn nhỏ xíu. Như gia đình mình hiện tại gì đó thì xuống xuống. Chú có cái mong muốn gì không chú ha? Nó bị loãng xương rồi đó, nó rút nhỏ nè, rút như hồi nãy là cái bên thắng á, nên là chú muốn bán vé số không, còn tụi con hỗ trợ với xe đạp với hết vốn bán vé số. Cái tuổi chú bây giờ con thấy là không có làm gì được, mà đồng ý là đúng rồi, Thắng nói gì được phải. Tuổi chú này 68 tuổi thì làm sao nổi mới làm. Như vậy chú chỉ có mong muốn có chiếc xe đạp với một ít vốn để mình đi bán vé số thôi chú ha. Thì coi như là Thắng nãy nó có nói trước gì đó, thì bây giờ chú ngồi chú suy nghĩ là chắc là quyết định gì nữa thôi chứ con. Dạ. Thì con cũng cảm ơn những cái lời chia sẻ cũng như cái khó khăn của mình hiện tại, thì con cũng cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ, chú cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe chú nha. Cái nhà này để nãy cô nói đó, sở dĩ nó cắt được có mấy cái cột đúc đó là đó, nó dở cái nhà đó này kia, làm từ từ chứ đâu có được cái nhà này đó, vô nhà nó không dám vô. Là cái nhà này cũng được người ta cho hả cô? Cho cái này gấp một chút kia gấp một chút nha, người ta con thấy ở ngoài thì dách, ở trong thì che dán. Cái nhà nào trước á là nhà của bà ngoại, là mẹ liệt sĩ, mẹ liệt sĩ cất cho cất rằng nhà anh lần này nè, bà ngoại mất rồi mới dỡ về đây rồi cắt lợi gì đó, cũng dùng vịt lá rồi thấy người ở bên có mấy khúc cây đó mới xả ra đóng được vòng vòng, mới coi được gì chứ hồi kia chưa có đóng dáng vòng vòng. Thấy nó đây cái nhà đó đấy, giờ tôi không có bước vô như đâu, làm như đi qua đi lại. Chú cũng cố gắng chú ha, con cũng xin phép chào chú, chào cô nhé. Với số rồi trong khi đó là chú lo cho người em và cô ở đây, hai người cũng ở trong gia đình nó không có lao động được á. Bên đây là di ảnh của anh Trung nè cả nhà. Ngày mai 8 giờ cũng đưa anh đi đến chùa để quả thiêu, thì đến đây cũng xin chia buồn với gia đình, cũng thắp cho anh một nén hương. Còn mong cho anh linh hồn anh ở trên cao thì phù hộ cho gia đình, cho con của anh nè, bé gái. Phù hộ cho gia đình thì gặp nhiều may mắn, thuận lợi để mà cho chú đi làm, đi bán vé số. Để còn lo cho hai người không có lao động được nữa. Cả nhà. Thì tụi em cũng đến đây để mà chia sẻ, hy vọng là Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì tụi em cũng tiếp tục và nhận những cái số tiền của Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho gia đình. Thì đến đây em cũng được khép video ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo. Qua video thì em cũng gửi lời chúc sức khỏe bình an, may mắn đến toàn thể quý khán giả. Thì đến đây em cũng tạm khép video đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.